Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám Phá Đó Đây. Bạn thân mến, bên cạnh những người may mắn được sinh ra với một cơ thể hoàn chỉnh thì còn có những số phận rất là trớ trêu do mắc phải một căn bệnh nào đó khiến cho ở trên cơ thể của họ xuất hiện những bộ phận dị thường và làm cho cuộc sống cũng trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn. Tuy nhiên thì mặc dù mang trên mình một hình hài khác lạ nhưng có một số người trong họ thì vẫn tìm được nửa kia của mình. Và bạn có tò mò đó là những người thế nào hay không? Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu về 7 bộ phận dị thường nhất trên cơ thể con người nhé. 7 bộ phận dị thường nhất ở trên cơ thể con người. Đầu tiên đó là cô bé có trái tim nằm ở ngoài cơ thể. Thật sự xót xa cho một cô bé dù còn khá là nhỏ nhưng phải chịu căn bệnh quái ác này. Mặc dù mang trên mình một căn bệnh vô cùng hiếm gặp có tên là Pathology of Cantrell, nhưng Vishavia lại có một nghị lực sống vô cùng phi thường. Chính vì thế mà mọi người biết đến em nhiều hơn. Cảnh tượng một cô bé gái với trái tim lúc phình to, lúc thì thu nhỏ bất thường ở trên thân thể nhỏ bé cũng đã đủ khiến cho nhiều người xem cảm nhận được phần nào những khó khăn mà em đang phải trải qua. Lớp da căng mỏng, phải gồng mình để chống chịu trái tim. Với kích thước quá khổ kia như muốn vỡ và nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Thế nhưng, trên khuôn mặt của em vẫn luôn vui vẻ cùng những tiếng cười khúc khích dù phải chịu rất nhiều đau đớn. Quả là một em bé đầy nghị lực. Nếu bạn nào mong muốn cùng mình chúc cho cuộc sống của em sau này luôn mãi vui vẻ và lạc quan thì hãy comment chữ đồng ý ở bên dưới nhé. Và thứ hai là cậu bé nhiều răng nhất trên thế giới. Trong khi đi khám răng thì nha sĩ nói với bạn rằng thông thường con người có tối đa là 32 răng, bao gồm cả 4 răng khôn nếu mọc đầy đủ. Thế nhưng không biết trên thế giới có ai nhiều hơn 32 răng không nhỉ? Xin thưa với các bạn là có đấy nhá. Và kỷ lục người nhiều răng nhất trên thế giới thì đang thuộc về một cậu bé 9 tuổi người Philippines. Cậu bé này có cái tên là John Chris Kakurandi. Trong một lần bị đau răng thì cậu bé được chẩn đoán là có tới 232 chiếc răng sữa do mắc phải hội chứng mọc thừa răng hay còn được gọi là hyperdontia. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1-4%. Tuy nhiên thì cậu bé đã được tiến hành phẫu thuật mở hàm và loại bỏ khối thịt nặng gần 200 gram chứa tới 526 chiếc răng từ các loại to tới nhỏ vào ngày 31 tháng 7 năm 2019 vừa qua và đã hồi phục lại bình thường 3 ngày sau đó. Bạn có nhớ về những lần mà bạn nhổ răng lúc nhỏ hay không? Lúc đó thì bạn có sợ và khóc không nào? Hãy comment và chia sẻ ngay phía bên dưới nhé! Cậu bé có hai mặt. Nhắc đến hai mặt chắc bạn sẽ nghĩ rằng tại sao bé tí đã có tính cháo trở để bị gọi là hai mặt đúng không nào? Tuy nhiên thì đây là căn bệnh chứ không hề liên quan gì đến tính cách bạn nhé! Cậu bé tội nghiệp có tên là Khang Khang này đã bị mắc hội chứng Moebius, một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp xuất hiện từ lúc mới sinh. Nó khiến cho cậu bé có gương mặt bị tách làm đôi, nhìn giống như là đang đeo mặt nạ. Vì vậy người ta gọi cậu là cậu bé hai mặt hay là cậu bé mặt nạ. Không những thế thì cậu còn không thể điều chỉnh cơ mặt giống người khác như là nhăn mặt, mỉm cười hay là hấp hai mắt. Thậm chí cũng không thể đảo mắt từ bên này sang bên kia. Và thậm chí có thể mắc phải chứng tự kỷ do không thể cười nói và giao tiếp trông giống như bình thường. Mặc dù đây là căn bệnh rất hiếm gặp, với tần suất là chỉ 1/500.000 người mắc bệnh, nhưng cậu bé này phải gánh chịu căn bệnh thật kinh khủng. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi. Và thứ tư là người có đôi mắt lồi nhất trên thế giới. Với mỗi nghệ sĩ nổi tiếng, để gây ấn tượng với khán giả sẽ đều có những điểm nhấn cho riêng mình, ví dụ như là cách diễn, những câu nói độc quyền hay giọng hát đi vào lòng người. Thì với anh chàng rapper có tên là Jeff Boy Bonnet lại có cách gây ấn tượng thật sự là khủng khiếp. Đó chính là mắt trợn trừng đến mức khiến như là con người muốn rời ra ngoài. Mặc dù là khả năng rap của anh không có gì phải bàn cãi cả, nhưng do quá muốn thể hiện bản thân mà ca sĩ này khiến nhiều người thật sự gây sợ bởi cái cách gây ấn tượng đến mức rốt tim của anh. Thậm chí thì trong cuộc thi America's Got Talent, thí sinh này còn khiến giám khảo phát hoảng đến mức giật mình bấm luôn dấu X, khiến anh chỉ đem về được hai sự lựa chọn có. Ấn tượng thì đúng là có ấn tượng thật, tuy nhiên á, mà làm bằng cách này thì hơi lố quá rồi anh trai ơi. Không biết các bạn thế nào chứ đang đêm tỉnh dậy mà thấy cái đôi mắt này á, chắc là ngất luôn đến vài ngày sau mất. Và thứ năm là cô gái có bộ ngực kỳ lạ. Đối với những cô gái, việc sở hữu bộ ngực căng tròn khiến họ trở nên cực kỳ quyến rũ trước mắt phái mạnh. Nhưng bạn nghĩ sao khi mà một người sở hữu đến 3 bầu ngực thì liệu trông còn lôi cuốn hay không? Thế này thì chắc có sinh 3 cũng không lo hết sữa cho con bú ấy nhỉ? Nổi lên như một hiện tượng mạng vào giữa năm 2014, Jasmine Chivin, cô gái 21 tuổi, sống tại thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ, đã gây ra nhiều băn khoăn khi đăng tải những hình ảnh về bầu ngực thứ 3 kỳ quái của mình. Tuy nhiên thì đây lại không phải căn bệnh kỳ lạ hay là hiếm gặp gì, mà do quá thèm khát sự nổi tiếng
mà cô nàng đã quyết định bỏ ra đến 20.000 đô, tức là khoảng hơn 400 triệu đồng cho ca phẫu thuật khác người này. Hỏi thật nhá, nếu bây giờ cho bạn chọn giữa phẫu thuật một bộ phận nào đó trên cơ thể làm hai phần để lấy được 400 triệu đồng, thì bạn có sẵn sàng hay không? Nếu dám chơi thì comment ngay hai từ sẵn sàng ở xuống phía bên dưới nhé. Và thứ 6 là cặp chị em song sinh dính liền, Ganga và Jamuna Moda. Mấy động vật hai đầu hay là quái vật hai đầu ở trong mấy bộ phim giả tưởng thì mình xem nhiều rồi, nhưng mà cặp song sinh thế này thì mình khá là thắc mắc. Không biết hai người gắn liền một đôi chân thế này thì ai là người điều khiển cái chân nhỉ? Hay là mỗi người đi một chân ta? Bạn nào biết câu trả lời thì comment bên dưới để mình được mở mang tầm hiểu biết nhé. Hai chị em 47 tuổi có tên là Ganga và Jamuna Moda. Họ sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Kolkata, phía Tây Bengal, Ấn Độ. Do bị dị tật song sinh dính liền từ nhỏ nên họ có hai đầu, ba chân, bốn tay và một dạ dày. Tuy nhiên thì các cơ quan nội tạng như là tim, gan và thận lại được tách biệt hoàn toàn. Vì quá sợ hãi, cha mẹ Ganga và Jamuna đã bỏ rơi hai chị em từ nhỏ. Số phận đưa đẩy họ theo một gánh xiếc và kiếm được 450.000 trên một đêm. Vì sự bất tiện bởi hai cơ thể dính liền mà không dưới 10 lần, hai chị em nhà Moda đã tìm đến các bác sĩ phẫu thuật uy tín để tìm cách tách rời cơ thể. Nhưng đó quả thực là điều không tưởng, bởi cuộc phẫu thuật thành công, chắc chắn mạng sống của một trong hai người sẽ bị đe dọa. Tuy nhiên thì ông trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Tuy có ngoại hình không hoàn hảo, nhưng ông trời vẫn trao cho hai chị em một cơ hội được gặp một nửa còn lại, đó là anh chàng giáo viên Jasimuddin Ahmad, 40 tuổi. Nghe đến đây thì có thể các bạn sẽ thấy là gu của ông này mặn ghê. Ban đầu thì hai chị em vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi khi mà Jasimuddin là một người chủ động tỏ tình. Nhưng sau đó chính anh đã luôn cố gắng xua tan đi cái rào cản giữa ba người. Thế này thì khác hai chị em chung một chồng nhỉ. Vậy đến khi có con thì không biết sẽ thế nào nữa. Và chắc là gia đình này sẽ đặc biệt lắm đây. Và thứ 7 là cô gái Myrtle Corbin có 4 chân. Động vật 4 chân là điều quá bình thường và dễ thấy. Nhưng một người có tới 4 chân thì đúng là quá bất thường rồi. Tuy nhiên đây là điều có thật đấy nhá. Myrtle Corbin sinh năm 1968 tại Tennessee của Mỹ và được mọi người biết đến là một cô gái có đến 4 chân, 2 khung xương chậu và 2 bộ phận sinh dục. Các bác sĩ xác nhận cô đã mắc hội chứng thừa chi Dpigus, khung xương chậu và hai đôi chân kia chính là phần thừa của một bào thai sống ký sinh, có thể hiểu là thuộc về người em song sinh của bà. Cũng bởi hội chứng hiếm gặp này mà phần cơ thể dư thừa trên người của Myrtle Corbin chỉ phát triển đầy đủ từ thắt lưng trở xuống và phần dưới đã bị biến dạng, cụ thể là mỗi bàn chân chỉ có 3 ngón chân. Tuy nhiên, cũng may mắn như cặp chị em sinh đôi ở trên, năm 19 tuổi thì bà đã gặp gỡ và kết hôn với bác sĩ Clinton Bicknell. Và thật may mắn khi một bộ phận sinh dục khác biệt của bà hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sinh, mặc dù thời gian đầu mang thai khá là vất vả. Và kết quả là bà đã hạ sinh được 5 người con và nhiều tin đồn cho rằng những đứa trẻ chào đời từ các bộ phận sinh dục khác nhau. Và cuối cùng là người đàn ông nhiều ngón nhất trên thế giới. Người đàn ông có tên là Devendra Sutta đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness Thế giới khi sinh ra có tổng cộng tới 28 ngón tay và ngón chân ngay từ khi mới được sinh ra. Được biết là do ông mắc chứng bệnh có tên là polydactylism khiến mỗi bên bàn tay và bàn chân đều có tận 7 ngón. Mặc dù vậy, ông không hề tự ti hay là mặc cảm trước bộ phận kỳ lạ của mình, mà ông luôn trìu mến gọi chúng là phước lành của Thượng Đế. Tuy nhiên thì việc thừa ngón này lại gây ra cho ông rất nhiều phiền toái khi làm việc. Bởi ông là một thợ mộc nên bất kể lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ để lưỡi cưa và búa không làm các ngón bị thương. Nhưng những điều đó thì cũng chẳng nhằm nhò gì so với niềm vui mỗi khi được mọi người chú ý đến những ngón thừa này đã giúp ông trở thành người nổi tiếng ở trong làng. Vậy là video đến đây là hết rồi. Bạn cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật nào mà mình giới thiệu thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.